Chào các bạn, những cái mẫu la hát karaoke, biểu diễn âm nhạc để chúng ta có thể tiệc tùng hoặc là nghe nhạc giải trí tại gia đình. Với cái tình cúng cơm chúng ta thường hay gọi đó chính là loa kéo, đã không còn xa lạ với chúng ta. Và với cái thiết kế loa kiểu truyền thống thì cái góc phát nó sẽ không quá lớn, khiến chúng ta sẽ phải suy nghĩ làm sao để đặt chiếc loa phát cho được cái góc phát tối ưu nhất với cái số lượng người tại buổi tiệc của chúng ta. Thì để giải quyết cái bài toán đó một cách nhanh nhất, hãng Sumiko Singapore đã cho ra đời mẫu loa hát Sumiko Hexagon Plus với góc phát khi đặt đứng lên tới 180 độ. Và chiếc loa này cũng có thể đặt nằm. Và khi đặt nằm, cái góc phát của chiếc loa này sẽ lên đến là 360 độ. Góc phát lớn nhất trên thị trường loa kéo hiện tại. Sumiko Hexagon Plus được thiết kế dạng là 6 mặt với hai mặt loa lớn ở phía đằng trước, với tổng cộng là 8 củ loa, bao gồm 4 củ loa strep 500 neodym từ tính cực mạnh 2.54 xăng và 4 củ loa woofer 16.5 xăng. Và với tổng công suất chiếc loa lên đến là 250W, chiếc loa này đem đến trải nghiệm âm thanh với chất lượng âm thanh đầy đặn, chi tiết, đặc biệt với phần âm bass rất là nội lực và đầy đặn. Và ở phần trung tâm các bạn sẽ thấy toàn bộ các cái núm và phím bấm chỉnh điều khiển của chiếc loa này. Phía trên chiếc loa các bạn sẽ được bố trí một cái chiếc tai cầm, hai chiếc micro không dây đi kèm theo loa và có cả một cái chiếc tai kéo để các bạn có thể kéo chiếc loa đi như là một cái chiếc vali du lịch vậy. Bởi vì bên dưới chiếc loa được bố trí ba cái chiếc bánh xe để giúp các bạn có thể vận chuyển loa một cách rất là dễ dàng. Và toàn bộ các cái cổng kết nối sẽ được bố trí ở mặt sau loa, và ở đằng sau các bạn cũng sẽ thấy bốn cái phần chân cao su để giúp chiếc loa đặt cố định khi mà chúng ta đặt chiếc loa ở vị trí nằm. Đây là phần cụm trung tâm cũng như là toàn bộ các cái phần núm chỉnh và nút bấm điều khiển của chiếc loa, với hai cái núm chỉnh volume lớn, một bên là của micro và một bên là của volume của nhạc. Các cái núm chỉnh còn lại bao gồm các cái núm chỉnh hiệu ứng cho micro, này là hiệu ứng echo, hiệu ứng delay và hiệu ứng reverb. Thì reverb là một cái hiệu ứng rất hay trên những mẫu loa Sumiko, giúp các bạn có những cái giọng hát hay, biểu diễn trên những chiếc loa Sumiko nghe được hay hơn như những ca sĩ chuyên nghiệp. Phần núm chỉnh kế tiếp là núm chỉnh treble, mid, bass của micro, để các bạn có thể dễ dàng tùy chỉnh cái chất lượng âm thanh sao cho đáp ứng với từng giọng ca nhất. Và cuối cùng là hai núm chỉnh treble, bass của nhạc. Phía trên sẽ bao gồm các cái nút chỉnh tính năng. Đây là nút lặp lại bài, nút record để các bạn có thể thu âm vào trong USB. Nút tính năng mix priority. Đây là tính năng khi các bạn nói vào micro thì tiếng nhạc sẽ nhỏ lại nhằm đáp ứng cho cái nhu cầu các bạn thuyết trình. Nút boost ở đây là tính năng bass boost, sẽ tăng cường cái chất lượng âm bass lên, giúp cho các bạn party với những cái bản nhạc sôi động tràn đầy âm bass nghe được đã hơn trên chiếc loa Sumiko Hexagon Plus. Đây là phần màn hình hiển thị trung tâm của chiếc loa. Nút qua bài, chuyển bài, play bow và nút mod để các bạn có thể chuyển sụt các tín hiệu bao gồm Bluetooth, Optical, USB. Và nút play bow cũng là nút khi các bạn giữ lâu sẽ là pairing. Ở phần phía sau các bạn sẽ thấy các cái cổng kết nối của chiếc loa. Nó sẽ có cổng 6 ly input cho guitar và micro. Thì với thiết kế các bạn có thể đặt nằm chiếc loa, cho nên là khi các bạn gắn cổng 6 ly vào cho guitar hoặc là cho chiếc micro rời thì các bạn nên sử dụng chiếc cổng 6 ly thiết kế dạng chữ L để có thể kết nối với chiếc loa. Và khi các bạn đặt nằm chiếc loa thì nó sẽ không có bị cấn. Và một điểm lưu ý trên chiếc loa Sumiko Hexagon Plus này đó chính là phần guitar sẽ không có volume, cho nên là khi các bạn kết nối với lại guitar, chúng ta nên tắt chiếc loa đi trước
Sau đó chúng ta kết nối vào và chúng ta sẽ bật lại chiếc loa thì nó sẽ tốt hơn. Ở phía dưới các bạn sẽ thấy một cái cổng audio out 3.5 ly để cho các bạn có thể out sụt chiếc loa này qua một cái chiếc loa khác hoặc là qua một cái chiếc loa sub để có thể tăng cường âm trầm lên. Một cái cổng audio in 3.5 ly để các bạn có thể kết nối với các thiết bị phát khác ngoài Bluetooth. Và bên dưới chúng ta sẽ có cổng optical và cổng HDMI để các bạn có thể kết nối với lại TV. Và một cổng USB thì để cho các bạn có thể nghe nhạc. Và ngoài ra cổng USB này còn giúp các bạn ghi âm thông qua chiếc loa này. Chiếc loa này được tích hợp pin sử dụng lên đến 8 tiếng ở mức âm lượng là 50%. Bên dưới sẽ có đèn báo mức tín hiệu pin dành cho các bạn. Tình yêu dối lừa.
với mức giá 12.500 cho một chiếc loa Sumiko Hexagon Plus cho góc phát lớn nhất hiện tại trên thị trường. Đa dạng các cái cổng kết nối cho chất lượng âm thanh chi tiết với âm bass đầy hình hội lực và đầy đặn. Đây là một mức giá rất là xứng đáng để cho các bạn có thể đầu tư cho gia đình mình cũng như là các cái bạn bè cơ quan có được một cái khoảng thời gian trải nghiệm âm thanh tốt nhất với thương hiệu Sumiko. Các bạn nên đến trải nghiệm trực tiếp sản phẩm này tại các đại lý cũng như là các showroom của anh Duy trên toàn quốc. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video clip lần sau.